Cô chào các em đã đến với tiết học ngày hôm nay. Ở chương 3, các em đã được tìm hiểu về con người, dân số và môi trường. Trong chương này, các em đã biết ô nhiễm môi trường ngày càng nghiêm trọng. Do đó, chúng ta cần chung tay bảo vệ môi trường. Đây cũng chính là nội dung chủ đề mà chúng ta tìm hiểu ngày hôm nay. Chủ đề: bảo vệ môi trường. Một trong những biện pháp bảo vệ môi trường có hiệu quả nhất đó là sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên. Vậy sử dụng như thế nào là hợp lý? Cô mời các em cùng tìm hiểu bài học hôm nay, bài 58, sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên. Trong bài học hôm nay, chúng ta cần nắm được những nội dung chính sau đây. Phân biệt về các dạng tài nguyên thiên nhiên và lấy ví dụ minh họa. Biết cách sử dụng hợp lý và hiểu được tầm quan trọng của việc sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên. Ở phần thứ nhất, cô mời các em tìm hiểu các dạng tài nguyên thiên nhiên chủ yếu. Qua môn học địa lý, các em đã biết về một số tài nguyên thiên nhiên như tài nguyên đất, nước, tài nguyên năng lượng thủy triều, tài nguyên than đá, tài nguyên dầu lửa, khí đốt, tài nguyên năng lượng gió, mặt trời, tài nguyên rừng, tài nguyên sinh vật. Những tài nguyên này được hình thành và tồn tại trong tự nhiên. Nó có ý nghĩa để phục vụ cuộc sống cho con người. Vậy các tài nguyên này thuộc dạng tài nguyên nào? Bằng kiến thức của mình, các em hãy hoàn thành cho cô bài tập sau đây. Các em chọn một hoặc một số tài nguyên ở cột bên phải, ứng với mỗi dạng tài nguyên ở cột bên trái và ghi vào cột ghi kết quả. Các em hãy so sánh kết quả của mình với kết quả của cô. Vậy qua bài tập này, chúng ta nhận thấy tài nguyên tái sinh bao gồm tài nguyên nước, tài nguyên đất, tài nguyên rừng, sinh vật. Còn tài nguyên không tái sinh bao gồm tài nguyên than đá, tài nguyên dầu lửa, tài nguyên khí đốt. Đây là dạng tài nguyên rất lớn ở Việt Nam. Trong đó, than đá tập trung nhiều ở Quảng Ninh, Thái Nguyên. Còn dầu mỏ, khí đốt tập trung nhiều ở Thềm Lục Địa Nam Trung Bộ và còn một số khoáng sản khác. Vậy, những tài nguyên không tái sinh này có những đặc điểm gì khác so với tài nguyên tái sinh? Điểm khác nhau đó là tài nguyên không tái sinh là nguồn tài nguyên sau khi khai thác và sử dụng thì chúng sẽ bị cạn kiệt dần. Còn tài nguyên tái sinh khi sử dụng hợp lý sẽ có khả năng phục hồi lại. Vậy qua đó các em giải thích được tại sao xếp tài nguyên rừng vào dạng tài nguyên tái sinh? Đó là bởi vì nếu chúng ta biết cách bảo vệ và sử dụng hợp lý, thì rừng có thể phục hồi sau mỗi lần chúng ta khai thác. Và cuối cùng là tài nguyên năng lượng vĩnh cửu, bao gồm tài nguyên năng lượng thủy triều, tài nguyên năng lượng gió, tài nguyên năng lượng mặt trời. Vậy những tài nguyên năng lượng vĩnh cửu này
có những ưu điểm gì so với hai dạng tài nguyên năng lượng trên? Đây là những tài nguyên dạng sử dụng mãi mãi, là nguồn năng lượng sạch, không gây ô nhiễm môi trường. Với những ưu điểm đó, hiện nay tài nguyên năng lượng vĩnh cửu đang được nghiên cứu và sử dụng ngày càng nhiều để thay thế cho các dạng tài nguyên đang bị cạn kiệt dần và cũng góp phần hạn chế được tình trạng ô nhiễm môi trường. Qua phần 1 La Mã, các em đã biết có 3 dạng tài nguyên thiên nhiên, đó là tài nguyên tái sinh, tài nguyên không tái sinh và tài nguyên năng lượng vĩnh cửu. Tài nguyên thiên nhiên rất cần cho cuộc sống của con người, nhưng nguồn tài nguyên không phải là vô tận, do đó sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên. Đó chính là hình thức sử dụng vừa đáp ứng nhu cầu sử dụng của xã hội hiện tại, vừa phải đảm bảo duy trì lâu dài các nguồn tài nguyên cho các thế hệ mai sau. Dựa trên quan điểm đó, các em thấy được trong ba dạng tài nguyên này, thì chúng ta quan tâm nhất đó là tài nguyên tái sinh. Vì nếu là tài nguyên không tái sinh, thì để sử dụng hợp lý, chúng ta chỉ cần sử dụng một cách tiết kiệm. Còn tài nguyên tái sinh có nghĩa là có khả năng phục hồi với điều kiện chúng ta phải sử dụng nó một cách hợp lý. Vậy sử dụng như thế nào là sử dụng hợp lý? Chúng ta cùng tìm hiểu qua phần 2 La Mã. Sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên. Đầu tiên chúng ta tìm hiểu sử dụng hợp lý tài nguyên đất. Như các em đã biết, đất là môi trường để sản xuất lương thực, thực phẩm để nuôi sống con người. Đất còn là nơi để xây nhà, các khu công nghiệp, làm đường giao thông. Nhưng tình hình tài nguyên đất Việt Nam hiện nay như thế nào? Cô mời các em quan sát một số hình ảnh về thực trạng tài nguyên đất hiện nay. Từ những thực trạng tài nguyên đất chúng ta vừa tìm hiểu, các em hãy nêu cho cô một số biện pháp sử dụng hợp lý tài nguyên đất. Từ thực trạng của chúng ta có một số biện pháp sử dụng hợp lý để làm cho đất không bị thoái hóa như: chúng ta cải tạo và nâng cao độ phì nhiêu của đất bằng cách chúng ta cày xới hoặc bón phân cho đất. Ngoài ra, chúng ta còn chống xói mòn, khô hạn, chống nhiễm mặn và đặc biệt là trồng cây gây rừng để góp phần chống xói mòn cho đất. Các em hãy ghi nội dung này vào trong tập nhé. Các em có biết trong những tháng đầu năm 2020, nông dân đồng bằng sông Cửu Long đang gánh chịu hiện tượng xâm nhập mặn, ảnh hưởng rất lớn đến sinh hoạt và sản xuất. Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, dự báo có hơn khoảng 80.000 hecta đất bị ảnh hưởng. Ngoài ra, còn một vấn đề cấp bách nữa, đó là thiếu nguồn nước ngọt trong sản xuất và sinh hoạt.
Như vậy, nước là nguồn tài nguyên thiên nhiên vô cùng quý giá. Không có nước thì không có sự sống. Mà nguyên nhân chính gây ô nhiễm môi trường nước là do tác động của con người, chủ yếu là từ hoạt động sinh hoạt, nông nghiệp, công nghiệp. Vậy, thực trạng tài nguyên nước như thế nào? Cô mời các em quan sát một số hình ảnh sau đây. Qua quan sát hình, các em thấy được nếu sử dụng nguồn tài nguyên nước không hợp lý sẽ làm cho nước bị biến đổi, nước bị ô nhiễm, thiếu nước, vân vân. Vậy các em hãy nêu cho cô những biện pháp sử dụng hợp lý tài nguyên nước. Từ thực trạng các em đã biết, chúng ta có thể đưa ra một số biện pháp sử dụng hợp lý tài nguyên nước, đó là không làm ô nhiễm và cạn kiệt nguồn nước, và đặc biệt là bảo vệ và trồng rừng để tạo điều kiện cho sự tuần hoàn nước trên trái đất, tăng lượng nước bốc hơi và tạo mạch nước ngầm. Như vậy, nãy giờ chúng ta tìm hiểu về hai nguồn tài nguyên tái sinh, đó là nguồn tài nguyên đất và nguồn tài nguyên nước. Trong hai tài nguyên này thì tài nguyên rừng đóng một vai trò rất quan trọng giúp bảo vệ tài nguyên đất và tài nguyên nước. Vậy chúng ta cần tìm hiểu cách sử dụng hợp lý tài nguyên rừng như thế nào? Qua phần 3 nhỏ. Sử dụng hợp lý tài nguyên rừng. Các em hãy quan sát một số hình ảnh về vai trò của rừng. Qua một số hình ảnh, các em thấy được rừng ngoài giúp bảo vệ tài nguyên đất và tài nguyên nước, rừng còn góp phần điều hòa khí hậu, giúp cân bằng sinh thái, cung cấp gỗ, dược liệu. Rừng là ngôi nhà chung của các loài động vật và vi sinh vật. Có thể nói, sinh vật rừng là nguồn gen quý giá, góp phần rất quan trọng trong việc giữ cân bằng sinh thái của trái đất. Nhưng hiện nay, một phần lớn tài nguyên rừng đang bị khai thác một cách quá mức. Các em có biết, theo thống kê của Bộ Nông nghiệp, diện tích rừng tự nhiên đã bị mất do chặt phá rừng trái pháp luật chiếm khoảng hơn 10%, còn lại là do chuyển đổi mục đích sử dụng rừng. Diện tích rừng bị chặt phá là hơn 155 hectare và hơn 536 hectare rừng bị cháy. Như vậy, diện tích rừng tự nhiên ở Việt Nam đang ngày càng suy giảm nhanh chóng với tốc độ chóng mặt, đã dẫn đến hậu quả nghiêm trọng. Vậy các em hãy cho cô biết hậu quả của việc khai thác rừng quá mức là gì? Hậu quả của việc khai thác rừng quá mức đó là làm diện tích rừng ngày càng thu hẹp, đất trồng đồi trọc ngày càng tăng, làm cạn kiệt nguồn nước, xói mòn đất. Ngoài ra, ảnh hưởng xấu tới khí hậu trái đất do lượng nước bốc hơi ít, mất nguồn gen sinh vật, đe dọa cuộc sống của con người và các sinh vật khác. Để hạn chế những hậu quả này, chúng ta phải làm gì để bảo vệ và sử dụng hợp lý tài nguyên rừng? Để hạn chế những hậu quả này, chúng ta có một số biện pháp. Đó là khai thác hợp lý kết hợp với bảo vệ và trồng rừng mới, hoặc xây dựng các khu bảo tồn, vườn quốc gia. Ở nước ta có những rừng nổi tiếng được bảo vệ tốt như rừng Cúc Phương, vườn quốc gia Cát Tiên, rừng ngập mặn đất mũi Cà Mau, vân vân. Vậy qua phần 2 La Mã, chúng ta thấy
khi sử dụng hợp lý các nguồn tài nguyên tái sinh không những có vai trò rất quan trọng trong việc bảo vệ đất và các tài nguyên sinh vật khác. Nó còn góp phần bảo vệ môi trường sống của chúng ta. Ngoài ra, để góp phần bảo vệ môi trường tốt hơn, chúng ta phải biết sử dụng hợp lý nguồn tài nguyên năng lượng vĩnh cửu để thay thế cho dạng tài nguyên không tái sinh. Như vậy, với những cái kiến thức các em vừa học, vậy các em hãy cho cô biết là một học sinh, các em có thể làm gì để sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên, góp phần bảo vệ môi trường? Là một học sinh, các em có thể, ví dụ như ở nhà, các em sử dụng một cách tiết kiệm nước, hoặc là chúng ta trồng cây xanh ở trường, ở nhà. Đặc biệt các em không xả rác, phân loại, và các em có thể phân loại rác. Ngoài ra, các em còn có thể, ví dụ như hạn chế sử dụng phương tiện giao thông ở xa, thì các em có thể sử dụng đi bằng xe buýt. Nếu nhà gần, các em có thể đi bộ, hoặc là các em có thể tuyên truyền đến bạn bè, người thân của mình để góp phần bảo vệ môi trường. Chúng ta vừa tìm hiểu toàn bộ nội dung bài học ngày hôm nay. Tiếp theo, để các em biết được mình đã nắm được bài như thế nào, các em hãy trả lời cho cô một số câu hỏi sau đây. Vì sao phải sử dụng tiết kiệm và hợp lý nguồn tài nguyên thiên nhiên? Các em đã có câu trả lời của mình chưa? Còn đây là đáp án của cô. Chúng ta phải sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên vì tài nguyên thiên nhiên không phải là vô tận. Chúng ta cần phải sử dụng hợp lý để vừa đáp ứng nhu cầu tài nguyên của xã hội hiện tại, vừa phải đảm bảo duy trì lâu dài các nguồn tài nguyên cho các thế hệ con cháu mai sau. Câu số 2. Các em cho biết nguồn năng lượng như thế nào gọi là nguồn năng lượng sạch? Và đây là đáp án của cô. Năng lượng sạch là nguồn năng lượng khi sử dụng không gây ô nhiễm môi trường, như năng lượng mặt trời, năng lượng gió, năng lượng thủy triều, năng lượng nhiệt từ lòng đất, vân vân. Để chuẩn bị cho bài học tiếp sau, các em hãy học bài, làm bài số 4 sách giáo khoa trang 177 và chuẩn bị cho cô bài mới khôi phục môi trường và gìn giữ thiên nhiên hoang dã bằng cách các em hãy trả lời cho cô các câu hỏi lệnh của bài mới và thực hiện bảng 59 trang 179 sách giáo khoa. Bài học của chúng ta đến đây là hết rồi. Cô chúc các em học tốt và có nhiều sức khỏe nhé.